thấy cái có cái gì trong cái cửa cái khu vực đó cái nhà mọi người thấy là cái màn đỏ có cái gì ta có gì ta ơi chỗ cứ cái lỗ cả nhà chỗ cái lỗ này cái đứa ngồi nè cái bông đang ngồi này. Thấy rõ không? Thì ở trong phong linh này còn kiểu như còn lạ với mình hay sao? Thì tôi sẽ giúp đỡ cho Phong, Phong đừng có sợ ha. Đừng có sợ gì hết, tôi sẽ giúp đỡ cho Phong. Bây giờ cho tôi đến gần con mặt của ông nha. Chứ bây giờ mà ban ngày thì lúc nãy này xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà mình ra ngoài thì không biết nó xuất hiện hay không nữa. Bây giờ mình sẽ ngồi để đợi xem thử nó xuất hiện hay không, nếu xuất hiện mình sẽ giao tiếp thử cả nha. Hello, xin chào mọi người, thể của chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Săn Mèo Vlog nha các nhà. Thôi người ơi, thì hiện tại bây giờ mình đang ở trong con miếu của ông già. Thì ở đập trước cái nhà mình xem mình thấy rồi. Mình ngồi bên ngôi nhà đó mà mình sơm, mình xây quay phía bên đây người thấy cái một cái khu gò cái đó tầm gặp đó là miếu ông già nè. Đó thì ở tập trước cái nhà mình xem thấy rồi là ở trong ngôi nhà đó là có một cái bông quỷ áo đỏ và gương mặt thì có nanh mọi người và tóc dài nha. Thì hôm nay mình muốn trở lại ban ngày nữa cái nha. Thì vong đó thì nói chung là rất là tiếc là ở tập đó cái nhà mình không có nghe được cái mình không có nghe được cái nhà không nghe được cái lúc mình đối thoại với vong đó, kiểu như mình hỏi này nọ vong nó cũng có gật đầu trả lời nọ đó, nhưng mà rất là tiếc cái nhà không nghe là do là cái mic của mình bị mình bấm lộn tua, kiểu như là lúc mà mình mở máy lên mình quay á, thì mình bấm lại bấm tắt, còn lúc mà mình tắt máy thì bà lại bấm quay, bấm tắt máy quay á, thì lại bấm ghi âm. Trời ơi, thì nhà tức quá tức chứ giờ sao giờ cũng phải đăng cho cả nhà mình xem, thì rất là mong được cô chú anh chị thông cảm ở video đó. Thì video hôm nay á, thì mình cũng sẽ trở lại ở ban ngày và xem thử coi có giao tiếp được hay không, và hôm nay mình sẽ cố gắng giao tiếp thật là rõ cho cả nhà mình sẽ nghe cũng như xem. Cái vong đó thì hôm trước đó mình nói thì mình hỏi là cái vong đó đến ngôi nhà chú ngủ trước khi chủ nhà đi hay là sau khi chủ nhà đi, thì cái vong đó là nói là trả lời cho mình biết là sau khi chủ nhà đi bỏ nhà rồi vong nó mới đến đó, thì có lẽ là cái vong đó không có ảnh hưởng đến ngôi nhà về vấn đề bỏ hoang đó. Thì cạnh ngôi miếu này thì cái nhà biết rồi, bình thường thì ở ngôi miếu này rất là nhiều vong, nhưng mà một khi mà ở cạnh ngôi miếu lại có một cái nhà hoang thì tất nhiên là vong linh này nọ nó sẽ vào cho chú ngủ nhiều hơn, tại vì nó kín đáo hơn đó. Ban ngày thì cũng được, tại vì ban ngày thì cánh thái dương không có vào tới, nó cũng bị phức cái nhà, nên cũng khá là dễ cho vong linh vào chú ngủ đó.
Thì hôm nay mình cũng trở lại và xem cố gắng tiếp cận với vong linh xem thế nào. Và cái vong linh này nói chung đều gương mặt thì cái nhà mình nhờ hứa quỷ áo đỏ mà con anh ở cái nhà hoang trước đây mình quay không có nhà nhà bằng dách dách bằng 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 dách bằng bằng dách bằng gỗ mà nóc bằng tôn đó cả nhà. Thì cái nhà đó cũng một thời là mình cũng quay mà cái vong linh nó hiện tại giờ mình không biết là nó còn ở đó hay không, tại lúc trước mình cũng có thả lại đó cho nó chú ngụ lại lên đó đó, tại lúc đó mình thu phục nó rồi bỏ với mình để giúp đỡ mình khi đi quay cái nha. Đó thì không biết lâu quá không trở lại, và hôm nay trở lại đến ngôi nhà này thì lại gặp một bóng đỏ mà mặt này khác, cũng có nanh mà khác nhưng mà tóc dài, còn cái vong biểu đỏ kia thì tóc nó không có dài. Thì ok cả nhà, thì bây giờ thì chắc có lẽ thì tôi cũng sẽ quay sơ cái miếng gà ban ngày cả nhà mình xem, sau đó mình sẽ quay camera về cái hướng ngôi nhà bên đó cho cả nhà mình cách xem cách ngôi nhà bao sai cả nhà, để nhiều khi mọi người nghĩ là không phải miếng nhà có nhà hoang. Thì ok, giờ tôi cũng xin mời thầy cô chú anh chị các bạn cùng tụ đến ngôi nhà đó vào ngày xem như thế nào nha mọi người. Thì cả nhà ơi, mọi người thấy cảnh ban ngày của miếng nhà này đó. Nói chung là ban ngày nhìn rất là mát mẻ, rất là thoải, rất là nhìn rất là im, mà khi về đêm thì rất là ghê. Miếng nhỏ này không biết bao nhiêu lần mình đã quay ở đây. Ban ngày thì chắc không có điều gì xảy ra rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cả nhà thì bây giờ mình sẽ quay cam về cái hướng ngôi nhà bên đó để cho cả nhà mình xem là hôm trước mình quay lại ngôi nhà nó như bên đó tụi nó qua đây như thế nào ha. Mà thấy không đó, cái nhà tôn lúc 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 đó. Nói chung nhìn trong cam cái nhà mà thấy nó nhỏ ấy, thật sự đây là khoảng 100 m, chắc hơn 100 m ạ, chắc trăm mấy á. Thì ok, thì nói chung là sẽ không làm tốn thời gian của cái nhà mình sẽ tạm dừng máy để đi đến gần ngôi nhà mình sẽ quay. Ok cả nhà, cả nhà ơi, thì bây giờ mình lỡ bỏ nó giờ qua tới sau hẹn ngôi nhà nè, mình thấy đó, đâu bên đó làm mấy ông già đó, cái lùm cây đó, còn ngôi nhà phía bên đây lúc trước đây là một cái hầm nha, bây giờ để sang bằng là hết rồi nè. Ok, về vô nhà cái nha. Tại cửa sau này bị phá gà gì, bây giờ mình phải đi bên hông. Ê, chỗ cái lỗ đó cả nhà. Chỗ cái lỗ này, cái đứa ngồi nè. Cái vòng mình đang ngồi nè. Thấy rõ không? Cái gì vậy? Nó có tiêu rồi. Nó có tiêu rồi. Mọi người thấy cái vong này nó mạnh ghê không? Ban ngày mà dám ngồi quay mặt ra ngoài luôn. Biết còn đó không ta?
Dạ. Chú đi vô cái lỗ này cực quá. Vừa hôm trước là mình vô là thấy nó đứng đâu chỗ này nè. Chung ra ngoài này thì ra ngoài trống rồi. Gì? Ngoài xe. Cái nhà này trống lỏng à. Chắc tạp luôn á. Cái màu cái màn nhìn đi ra đi ra cái vòng mặc áo đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ quay cam là quay toàn diện cái nhà nha. Kìa, mọi người thấy nó ngồi đó không? Đang ngồi đó kìa. Cái đèn mình không có bỏ túi nên không có quay sáng cho nhà mình xem được. Vậy giờ mình sẽ để gần máy lại gần nghe nha. Cao đi xíu đi. Xin chào nha, xin chào ông nha. Thì lần trước tôi cũng đã đến đây và cúng kiến cho Phong á. Thì không biết bây giờ Phong có thể cho tôi hỏi một số điều gì Phong hay không? Cái Phong cũng nên ngồi đây mà mình mỗi lần muốn tiến lại gần đó mình thấy cái Phong cái thái độ chầm chầm sao đâu. Nói chung mình khá nguy hiểm. Bây giờ Phong có cần tôi giúp đỡ gì hay không à? Hôm trước thì mình giao tiếp và không trả lời, mà hôm nay sao lại trả lại thì không phản ứng cả nhà. Phong chú ngủ trong này lâu chưa? Mọi người thời gian sao nay dữ mọi người. Làm gì kìa? Đang làm gì vậy?
Ngôi nhà thì Phong này đang làm gì cả nhà? Bây giờ mình sẽ đến gần. Bây giờ nè. Bây giờ mình sẽ xin phép Phong và mình đến gần và xem mặt cái Phong như thế nào mọi người. Bây giờ nếu mà Vong cho phép á, cho phép tôi đến gần và xem mặt của Vong nha. Thì ở trong phong linh này còn kiểu như còn lạ với mình hay sao? Thì tôi sẽ giúp đỡ cho Vong, Vong đừng có sợ ha, đừng có sợ gì hết, tôi sẽ giúp đỡ cho Vong. Bây giờ cho tôi đến gần coi mặt của ông nha. Rồi đâu có tiêu rồi. Cái nhà vong này mà nói chung là mình cũng xin phép xem gương mặt của Vong như thế nào, mà Vong này thì lại không có, nói chung lúc đầu mình hỏi xin phép thì Vong không có phản ứng, kiểu như không phản đối, nhưng mà khi mình đến gần cái bị giật tóc ra cả nhà thì lại bị Vong chụp cái tay giật mình. Giờ biến nó mất tiêu rồi. Không biết ở nhà trước đây để mấy cái kệ này nhiều dữ ta. Kìa mọi người, mọi người thấy Vong đứng chỗ cái cửa không? Biết cái nhà mà xem thấy không? Còn thấy không cả nhà? Cô ơi, ông gì ơi? Thì hôm trước tôi đã mua trái cây cúng kiến cho cô á, cho Vong á, nhầm hoài cả nhà. Thì không biết là ông hay bà gì đó có hưởng được hay không. Thì hôm nay trở lại là chủ yếu để cứu giúp cho Vong được, nói chung được điều gì thì được. Chứ bây giờ thấy Vong ở trong ngôi nhà hoang á, thì cũng thấy lạnh lẽo và đói khát nhiều quá. Thì bây giờ nếu mà Vong cần tôi giúp thì Vong hãy cho tôi tiếp cận đi. Tôi biết được Vong. Để mình coi còn thấy không ta, sao nhìn ngoài không thấy. Cái nhà thì trong cam không còn thấy nữa, thì mình không biết là con linh nó chạy đâu mất tiêu không biết. Biến rồi. Tiếng gì vậy? Ô, tiếng gì giống cái gì rớt á.
Nói chung ở trong ngôi nhà này cũng có nhiêu đây à. Thì cái nhà biết rồi, cái vong này à, xuất hiện ban ngày thì có lẽ rất là dữ đó nha. Và mình thì mới đến một hai lần thì cái vong này có vẻ như chưa có chịu tiếp xúc với mình nhiều lắm. Để mình đi quay vòng 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 nữa con thấy không? Cái gì? Tiếng gì vậy? Gì trời? Có lẽ cái vòng đang giận dữ luôn rồi. Đập đùng 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 gầm gầm luôn. Này có gì cái đùng lên không cả nhà? Ê kìa, đứng nữa kìa. Đang đứng nữa cả nhà thấy không? Đấy này. Thì bây giờ không biết là vong như thế nào, thì nếu mà vong đồng ý thì bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài mua một ít trái cây để cúng kiến cho vong, vong có chịu hay không? Tự nhiên hôm nay vong không trả lời giống như cái này, không biết là không biết như thế nào nữa, lỡ rằng thì bị vong này chụp. Ok, bây giờ mình sẽ đem canh quay đến gần luôn. Gì vậy? Không tiêu trời. Thôi mọi người, bây giờ mình sẽ tạm dừng máy đi mua cái cây đi đảo về cúng nha mọi người. Cái nhà ấy, thì mình mới chạy ra chợ mua trái cây nhưng mà chắc này chắc chưa mọi người, không ít người bán quá, còn có xài cái xài quýt này nọ đây nè. Nói chung thì mấy cái trái cây thì cũng toàn là tiền của anh chị của chú gửi lâu rồi, mình để dành từ từ mình đốt mình mua đồ cúng kiến cả nha. Bây giờ hiện tại giờ không có bát nhang, mình để trước kia, mình để cái trái ở đó, mình để cái hồi mình cắm nhang lên cái trái này luôn nè. Thì vong linh áo đỏ ngay đây, thì bây giờ tôi mua cái cây cúng kiến nè, vong chút lát nó vong đến hưởng nha. Thưa mọi người, thì vong linh có vong áo đỏ này thì có vẻ như là còn hơi sợ sệt hay sao mà chưa cho đến gần mọi người.
Dạ. Cái này. Bây giờ mình sẽ ngồi đây xem thử cái vòng màu đỏ đó có xuất hiện hay không nha. Cái ống này đâu qua cái gồng như thế này không biết đâu, cái nhà không biết cái đâu ba cái gồng vô, mình nghĩ chắc cái mông đang dặn á. Nói mình đâu có làm gì đâu ta, hay làm được, hay là tại vì mình muốn xem mặt vong mà vong dặn á. Không biết như thế nào. Thì vong linh có nghe là tôi á, thì tôi chỉ muốn đến đây giúp đỡ vong, và cũng như là tại lúc nãy tôi cũng muốn thứ nhất là cho mọi người biết được gương mặt vong linh như thế nào, thì tôi mới có hành động là muốn gắn tóc của vong linh ra để xem mặt cho kỹ, chứ không ngoài ra không có cái gì, cũng như là không có điều gì muốn xúc phạm. Thì vong linh có nghe thì hãy thứ lỗi, và cũng như là hãy tha thứ cho tôi. Thì hiện tại giờ tôi có mang đến trái cây nhang, thì rất là mong được vong linh nghe và thấu hiểu và giúp đỡ, nhận sự giúp đỡ của tôi. Thì có một ít chút ít lòng thành trái cây nè, vong linh có linh hưởng được thì hưởng. Gì vậy? Cái bịch đây à? Mà không thấy chứ nè. Cái nhà mình xem có thấy từ đâu rớt xuống không mọi người? Mình xem mình không biết ở đâu rớt xuống đó. Bịch 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 hoài bây giờ. Này cái ống nó làm cái rầm. Thì bây giờ mình cúng kiến, bây giờ mình đốt. Bây giờ mình đốt nhang này nọ đồ. Cũng ngồi cũng nói cho vong linh nghe và vì sao vong linh nó về chưa xuất hiện được mình không biết cả nha. Hay là khi mình cúng kiến mà vong linh muốn hưởng mà ngồi đây thì vong linh không chịu hưởng. Thôi cả nhà, bây giờ mình sẽ tạm cái mặt đi ra ngoài ha, cho coi vong linh có đến hưởng hay không. Nói chung thì cái vong linh nào thì cũng vậy chứ, tại vì mình mới đến thì họ phải làm dữ với mình rồi, phải cố gắng, phải thuyết phục, và mình phải làm gì đó cho họ hiểu hiểu tấm lòng thành của mình, để cho họ biết được là mình đến để giúp họ chứ không phải hại họ. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể tiếp cận với được với vong, thì điều đó thì sẽ giúp được cho vong. Còn bây giờ ví dụ như vong làm dữ, mình làm gì dữ lại với vong, thì nói chung là giống như người thường mình, như mày chửi tao, tao chửi mày, chửi qua chửi lại hoài cũng vậy, phải có người nhịn thì mọi chuyện nó mới có được hướng giải quyết. Thì ok, bây giờ mình sẽ tạm lánh mặt cái nhà mình, hãy xem, nói chung đây ban ngày rất là rõ ràng, rất là sáng, thì nhà mình xem có thể thấy được như thế nào nha cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ tạm để mic ở đây.
Thì cái nhà, thì bây giờ mình ra bên ngoài cái nhà mà trong đây xem, không biết là cái vòng đó có đến hưởng nhang trái cây không cả nhà. Mọi người nhớ comment cho biết nha, tại vì ban ngày thì khó để biết lắm mọi người. Khó để biết là nó có đến hưởng hay không. Tại vì ban đêm nó sẽ kiểu như là nó sẽ dễ xuất hiện hơn. Chứ bây giờ mà ban ngày thì lúc nãy nó xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà mình ra ngoài thì không biết nó xuất hiện hay không nữa. Bây giờ mình sẽ ngồi để đợi xem thử nó xuất hiện hay không. Nếu nó xuất hiện mình sẽ giao tiếp thử cả nhà. Cái gì? Cái nhà ơi, có cái gì đó không ổn. Cái gì cái cây, cái cục nó đâu bay ra, bay ngay gì chứ cây, cái gầm cái nhà. Trời ơi, cái cây đắt không luôn à. Thì kỳ quá. Má, sao nó giận dữ, người ta mình cúng cho năng mà sao giận hờn chứ. Ồ, banh hết trơn chứ cây, nhang bỗng tắt hết trơn à. Gì nữa? Mọi người chắc là mình đi về quá, nó giận dữ quá. Thế này chắc nên mình kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Bye cả nhà nha.